Em xin kính chào tất cả các bác, các cô chú, các anh chị và các bạn. Phiên hôm nay thì em còn một ít hàng như này thôi. Và em sẽ xả cho các bác nhá. Xả giá rẻ luôn ạ. Các bác nhanh tay thì bác nào nhanh tay thì được nhá. Số điện thoại để các bác đặt hàng là 0914996482. Đấy. Hôm nay thứ nhất là em có ra báo. Ra báo này thì vừa mới lấy về, nhưng mà nó có thể là dân để ở nhà 1-2 hôm nên là nó hơi hơi vàng một chút đây. Đấy, nên là em bán rẻ, một bó như này là 40.000 nhá các bác nhá, 40.000 một bó da báo, có 4 bó thôi, bác nào nhanh tay thì được ạ, quá rẻ luôn. Bầu rượu em còn một ít này. Đấy, đa số là củ nó không được to lắm. Củ to thì em đã chọn cho khách hết rồi. Và cái chỗ này em xả còn 70.000 một cân nhá các bác nhá. Đây, có một số củ bị như thế này. Nhưng mà khi trồng thì nó vẫn ra mầm. Và nếu các bác không thích thì em có thể bỏ ra. Đó. 70.000 một cân bầu rượu. Cái chỗ hài lông này em còn 1,4 cân. Thì em tính là một tròn một cân cho các bác là 100.000 chỗ này nhá. Đây, được rất là nhiều luôn ạ. Cái này là một dề đây này. Đó. Cái này hẳn một dề luôn này. Đấy, tất cả chỗ này một cân được rất là nhiều. À, 1,4 cân, em tính 1 cân là 100.000 cái chỗ hài lông này. Mạc xuân em còn một ít. Đa số là cây giống rất là nhỏ thôi. Đấy, em phải nói trước cho các bác. Đây này, nó nhỏ như thế này bởi vì em cũng đã chọn cây to cho khách hết rồi. Đấy, còn cây giống nhỏ xíu xíu như này thôi. Thì cái chỗ này còn mạc xuân này lẫn với cả hài dâu này. Hài dâu thì nó một số nó bị dập lá thì em cũng chọn cây đẹp cho khách hết rồi. Thì còn mấy cái cây là nó bị dập một chút thì về các bác trồng, các bác chăm sóc thì nó vẫn lên. Đấy. Cái bó này em bán có 40.000 thôi nhá các bác nhá. 40.000 cả mạc xuân cả hài dâu. Rất là rẻ luôn. Tiếp theo là chỗ xích ngọc. Cái chỗ xích ngọc này thì gồm có 3 dề. Đây. 3 dề. Tổng là 1,4 cân thì em cũng tính 1 cân cho các bác. Đấy, là 150.000. Cái chỗ xích ngọc này. 150. Ngoài ra thì em còn 4 phần kiếm đỏ như thế này. Mỗi phần là 1,2 cân. 1,2 cân. Thì em tính các bác là 100.000. Mỗi phần. Chỉ còn 4 phần này thôi. Đó. 4 phần kiếm đỏ. Mỗi phần 100.000. Là 1,2 cân. Em còn một dề trần mộng duy nhất. Đây. Dề này thì hôm qua em để giá là 230, hôm nay giảm còn 200 cho các bác. Đấy, tình trạng lá như thế này. Có một lá này hơi vàng vàng một chút này. Đấy, lá này nữa. Và lá này nữa. Đấy, tổng cái dề này thì có 3 lá gọi là hơi vàng một chút. Tuy nhiên là để mà trồng thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Các bác chăm tốt thì chắc chắn là nó vẫn lên bình thường thôi. Đấy, em bớt 30.000 thì còn 200.000 cái dề này. Đấy, hôm nay thì nhà em chỉ có bằng này hàng thôi. Các bác có nhu cầu lấy gì thì gọi nhanh nhanh cho em nhé. Và số 0914996482 ạ. Hoặc nhắn tin cũng được. Bởi vì hàng xả còn rất là ít. Thế nên là các bác nhớ nhanh nhanh tay nhá. Bác nào nhanh thì được thôi ạ. Em xin phép dừng clip ở đây.